Dự báo trên là sự tổng hợp của 10 mô hình toán học khác nhau và đưa ra 4 kịch bản dựa trên phân tích dữ liệu tỷ lệ dân số đã được tiêm phòng và tốc độ lây lan của biến chủng Delta. Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, tỷ lệ tiêm phòng ở Mỹ đạt 70% và mức độ lây nhiễm của biến chủng Delta tăng hơn 60%. Theo kịch bản này, đỉnh điểm là giữa tháng 10, Mỹ có thể ghi nhận 60.000 ca nhiễm mới và 850 ca tử vong mỗi ngày. Trong khi đó, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Mỹ có thể chứng kiến 240.000 ca nhiễm mới và 4.000 ca tử vong mỗi ngày, gần bằng mức của thời điểm mùa đông năm ngoái. Đây được coi là một viễn cảnh khá xấu khi người dân Mỹ đang kỳ vọng cuộc sống đang dần trở lại bình thường, khi hầu hết các bang đã gỡ bỏ các hạn chế.